Đây là câu chuyện kể về bệnh dịch tả đã tràn vào và thay đổi ngôi làng của tôi như thế nào. Mầm móng bệnh tả rất rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được. Nó được phát tán vào trong dòng sông. Những người phụ nữ ra sông xách nước về dùng mà không hề hay biết họ đang mang theo mầm bệnh về nhà. Ruồi đậu vào những thứ bẩn thỉu, mang theo mầm bệnh dưới chân đi khắp nơi. Đôi bàn tay sau khi chạm phải mầm bệnh mà không được vệ sinh sạch sẽ cũng giúp phát tán mầm bệnh đi xa hơn nữa. Chúng ta đưa bệnh tả vào người qua việc ăn, uống đồ đã nhiễm vi khuẩn tả và qua những ngón tay nhiễm khuẩn của chúng ta. Mọi thứ diễn ra một cách quá nhanh chóng. Chỉ vừa tới sáng, cha tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Cha bị đi ngoài da dịch nhầy màu xám, tôi đã rất lo lắng. Tôi chạy đi khắp nơi tìm cách giúp cha. Tôi lao đi, tưởng chừng như chưa bao giờ đi nhanh đến vậy. Nhìn thoáng qua, vị y tá đã đoán được cha tôi mắc bệnh tả. Chúng tôi cần hành động nhanh chóng để có thể cứu được ông. Vị y tá chỉ cho tôi cách làm một loại đồ uống dành riêng cho ông. Trước tiên, chúng tôi phải đảm bảo nước được sử dụng hoàn toàn sạch và an toàn. Chúng tôi lọc nước qua một lớp vải và đun sôi nước. Sau đó chúng tôi trộn lẫn một nửa thìa muối và 6 thìa đường trong một lít nước sạch. Nó có vị không quá mặn, giống như nước mắt vậy. Lúc ấy, tôi đã rất sợ rằng cha có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ diệu thay, ông dần cảm thấy khỏe lên. Vị y tá giải thích cho tôi rằng không phải ai khi ăn uống phải vi khuẩn dịch tả cũng bị ốm và tiêu chảy như cha tôi, nhưng họ vẫn có thể lây nhiễm bệnh cho mọi người. Tôi cảm thấy mình cần mang nước sạch về làng và dạy mọi người cách tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh tả này. Tôi nhìn thấy một cô gái đang xách nước. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể khử trùng nước bằng cách nhỏ vài giọt dung dịch chlorin và đợi nửa tiếng. Tôi tiếp tục gặp một ông chú. Ông ấy đang chuẩn bị bốc ăn bằng đôi tay chưa được rửa sạch của mình. Tôi nói chú hãy luôn ghi nhớ rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh. Với đôi bàn tay sạch, chú có thể ăn uống một cách an toàn, không lo lây nhiễm bệnh. Đi tiếp, tôi thấy một vài người dân trong làng đang phát tán nguồn bệnh tả xuống dòng sông. Tôi lại gần và bảo với họ rằng họ nên đào hố đi vệ sinh thật xa khỏi dòng sông, ít nhất là 30 mét. Chỉ có bằng cách đó chúng ta mới có thể giữ cho làng xóm phòng tránh và đẩy lùi dịch bệnh. Khi thấy một người mẹ đang chuẩn bị nấu ăn một cách chưa sạch sẽ an toàn, tôi lại gần và bảo cô: trước tiên cô phải rửa tay thật sạch với xà phòng và nước sạch. Sau đó cô hãy rửa sạch đồ ăn, nấu chín và ăn ngay khi nấu xong. Đặc biệt là tránh để lũ ruồi bâu vào. Tôi tuyên truyền khắp làng xóm về cách phòng tránh bệnh tả, rồi chạy thật nhanh về với cha. Thấy cha đã khỏe lên nhiều, tôi vui mừng khôn xiết. Ngôi làng của chúng tôi trở nên trong sạch, dân làng khỏe mạnh. Giờ chúng tôi biết lọc và đun sôi nước trước khi uống. Chúng tôi luôn sử dụng nhà vệ sinh và luôn nhớ rửa tay thật sạch sau đó. Thức ăn được đậy kín khỏi lũ ruồi, được sơ chế cẩn thận và nấu kỹ. Và chúng tôi luôn luôn rửa tay thật sạch trước khi nấu và trước khi ăn. Cuối cùng, dịch tả đã bị xua đuổi hoàn toàn khỏi làng. Hãy cùng chia sẻ thông tin để buôn làng của bạn cũng được an toàn.